Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 là 7 ngày. Từ ngày thứ Năm 23 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày thứ Tư 29 tháng 1 năm 2020, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay cùng hệ thống chính trị đóng góp quỹ vì người nghèo của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Mọi thông tin phúc đáp tham gia hỗ trợ vui lòng chuyển về tài khoản Ban vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp, số tài khoản 37610909095910046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp, hoặc trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, số 397 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, điện thoại 02773852776. Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở vừa có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông thành phố Cao Lãnh làm rõ một số nội dung như xác minh, làm rõ nội dung phản ánh liên quan đến cô MTT, tổ chức họp các bộ phận, cá nhân có liên quan để xem xét công minh và xử lý nghiêm theo quy định. Nếu có vi phạm, báo cáo kết quả xử lý của trường về Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông thành phố Cao Lãnh nhận được thông tin phản ánh cô MTT là giáo viên dạy môn giáo dục công dân của trường thu tiền quỹ ở lớp do cô T chủ nhiệm chưa đúng với quy định. Đồng thời, cô T thu quỹ rồi tự quản lý, chưa công khai thu chi rõ ràng, gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2019 cho chuyên viên phòng kinh tế, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, cán bộ nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh của huyện Châu Thành, Lai Dung, Lấp Vò và thành phố Sa Đéc. Tại đây, tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về chương trình OCOP, các nguyên tắc thực hiện OCOP, trình tự thủ tục đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, bộ tiêu chí đánh giá và hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu thêm về chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP để từ đó mạnh dạn đăng ký tham gia nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của cá nhân, đơn vị, góp phần đưa sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp đến gần hơn với người tiêu dùng tại các thị trường khó tính trên thế giới. Bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn đang diễn ra trên địa bàn huyện Châu Thành. Hiện một số hộ dân đã thực hiện việc tái đàn tự phát tại xã Tân Phú Trung, 4 hộ, 112 con. Xã Tân Bình, 3 hộ, với 53 con. Con giống không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan chuyên ngành. Nguy cơ có thể làm cho dịch tả heo châu Phi tái phát, bệnh kéo dài liên tục và tiếp tục gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, vận động người dân không tái đàn heo trong thời gian bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn đang xảy ra, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, lập biên bản các trường hợp hộ nuôi cố tình nhập heo con, heo giống từ bên ngoài vào trong vùng dịch để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và báo cáo ngay về Ủy ban Nhân dân huyện theo đúng quy định.